Cú chơi bóng là của Triệu Việt Hưng, khá nguy hiểm. Goal! Hải Phòng đã vươn lên dẫn trước. Hai vòng đấu liên tiếp, hai tình huống cố định mang lại cho hai bàn thắng. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Hải Phòng đã vươn lên dẫn 1-0. Hiệp 1 họ đang là đội bóng thi đấu hay hơn, và việc có được bàn thắng như vừa rồi có lẽ cũng là một điều hoàn toàn xứng đáng mà thôi. Một pha đánh đầu ngược hướng về phía góc xa, và sau đó là bàn thắng cho đội khách của huấn viên Chu Đình Nghiêm. Chúng ta sẽ cùng xem lại bóng đã dẫn tới bàn thắng của các cầu thủ Hải Phòng. Vừa rồi là bàn thắng thứ 4 của Hải Huy ở mùa giải năm nay. Một pha đánh đầu ngược, và mặc dù Liêm Điểu đã có thể chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn chặn bàn thua. Luôn là như vậy, các đội bóng do huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dẫn dắt luôn có những bài phối hợp đá